cái mấy người kia nó thấy có ốc gì đâu mà ấy trước, năm nay chắc ít ai ngờ đâu có ốc mà tí tí đứa con nó lùn như Trời mù này. ô xịt rồi nó chết, ông nào chết lúa rồi mới chết nó chết rồi, cái đầu nhờ nhờ gì xịt ba thuốc này nè nó nở rồi bắt đầu mới có mạ đó, phải không, có ba thuốc này rồi chống lỏng, còn thấy chống lỏng lung bọng gì chống lỏng. Dạ. Yeah. Hầu như là dặm muốn hết ruộng rồi bà con ơi. Đi đi tới đâu cũng dặm hết trơn. Ở đây thì cái khuôn lung nha bà con. Ở đây thì khu vực khuôn lung nè. Lúa nói chung là cơ bản là ngon. Nói chung là vàng lúa này thì đều hết. Những cái vàng bông, những cái vàng cây ở những vị trí này thì tầm khoảng 180 không à. 180-200 hạt hết. Tại hiện tại thì chưa bón phân bón đồng nha bà con, vàng lúa chưa có đồng. Nên là bón phân bón đồng nữa thì vàng lúa này nó sẽ đạt ở cái ngưỡng là khoảng 180-200 hạt. Đây, cây rất là to luôn. Son cây đẹp cây luôn. Và rất là cứng chắc. Khi mà bà con kết hợp mà thăm hợp chòi á, cái lá của mình sẽ rất là dày nha bà con. Cái lá lúa sẽ rất là dày, cái thân rất là cứng. Bởi vì có cung cấp cái chất điều hòa dinh dưỡng và cung cấp thêm chung vi lượng nha bà con, cho vàng lúa của mình nó bắt phân đó. Thường là Lương nói là cơ thể là chắc nịch 6 múi á. Và Lương nhắc lại nha, những cái vàng lúa của bà con á xạ tương đối thưa, nó mang nhiều chòi, thì ở cái giai đoạn sau khi bón phân tầm khoảng 1 tuần hơi phè lá là tốt nha bà con, đừng lo. Nhưng mà mình phải chấp nhận là xịn cử đau ôn dùm cho Lương. Rồi tầm khoảng 32 cho tới 35 ngày sẽ so lá lại giống như vàng lúa này là tuyệt vời, bà con đừng lo bất kỳ vấn đề gì hết. Lúc này nè, cây mẹ cây con nó đều với nhau nè, cái mặt bằng ruộng của mình nó nhìn rất là bằng, nó bằng đọt bằng lá và nó sẽ so lá nên giống như vậy. Ở bản lá một cái bộ lá đẹp là giống như cái bộ lá này là đẹp nè, nó thưa nên là phải làm bông to mới bù lại được cái năng suất bà con. Chứ những vàng lúa dày của bà con á, Lương làm cho bà con một bông 120 hạt thôi mà dày chặt hết là đảm bảo là vàng lúa đó chúng. Còn đối với vàng lúa này á, thì phải làm ở cái mức 160-180 vàng lúa mình mới trúng được, mới đảm bảo được cái năng suất nha bà con. Gì thì gì thấy tốt đó, nở chồi đó, gửi nó nói gửi gì mà gửi dữ, mua thuốc xịt chi mà gửi ra chậm chậm. Nó nói gì? Dạ. Ừ mà thua lúa thua dữ lắm luôn, vì xạ có 17 kg đó mà nhờ xịt cái này vô mới có mạ dặm. Dạ, hôm bữa nó ăn ốc, ốc ăn trống dữ lắm vậy thì. Trống hết trơn, ai cũng dòm nói với anh mạ đâu mà dặm, cái nhờ gì mua thuốc này gì xịt nha. Vài ngày sau xum xê cái mấy ông kia nó chào vô mạ dữ kìa, có mạ dặm mà kìa. Thì còn cũng công thức phân á, thì giống như là con với dì Thủy góp ý qua lại à. Mình dập phân cho nó nhiều đầu vụ. Đúng rồi đó. Dạ. Mà không, chuyến này vậy chứ đi giảm phân nè, chứ đâu có nhiều gì đâu. Người ta thì cũng 50 đồ rồi, còn của mình đâu có nhiêu đâu con. Dạ. Chuyến rồi có 12, chuyến kia có mười mấy ký à. Vàng lúa này bỏ phân đồng 15 ký nữa. Là dữ lắm luôn, như đông xuân. Rồi, ok. Mừng dữ lắm, vì gì trong bụng là dì nói lúa qua năm nay quá ngon rồi. Dạ. Ngon, không phải gì nói nha, cái đường này còn ngon hơn đông xuân nè. Đông xuân của gì là mấy cái đường này phải không? Dạ. Nó không có lúa. Dạ. Mà còn quá trời luôn vàng lúa nữa mà con. Y như vừa đông xuân luôn. Đó. Bữa nay thì nếu mà tính ra là Lương tính ra là tầm khoảng 37 nha bà con. Đó. Chưa tới đón đồng, tại vàng lúa còn sung quá. Thì một cái vàng lúa mà cái thời kỳ sinh trưởng á bà con. Tại vì vàng lúa của mình cơ bản nó không có thuận giống như vàng lúa của người ta. Mình cấy lại nó cần thời gian để mà nó hồi phục. Giống như những vàng lúa kế bà con, có đồng trễ thì bà con nên mừng nha. Ví dụ á, hơi thưa thì cái bông của mình 180-200 hạt để mà bù lại năng suất được nha bà con. Thì đối với một số vàng lúa bà con mà lỡ mà xạ xuống vụ hè thu nè, mà bị mưa dập á, hoặc là ốc ăn á bà con, thì hơi thưa á, lúc đó là mình đã rơi vô cái trường hợp là bất lợi nha bà con. Thì bà con cẩn thận là nếu mà dập phân nhiều á, thì thường Lương nói là chơi với dao á, coi chừng đứt tay á, là phải xịt cửa đau ôn nha bà con. Rồi với lại á, khi mà bà con mang 5 chòi, 7 chòi, thậm chí là 10 chòi á, thì cần phải được bảo vệ nha bà con. Chứ nếu mà sau đục thân á, những cái vàng lúa mà bà con cấy máy hoặc là bà con cấy tay lại á, do chết giống á, thì khi mà mắc một chòi là bà con mắc một bông.
thì cái năng suất của bà con sẽ bị giảm nha. Thường là gây hại nhiều nhất luôn là ở giai đoạn mà cái cây lúa của mình nó đã có trò hữu hiệu nha bà con. Thường là lưng kia bà con xịt là ở lối là tầm khoảng 5 cho tới 7 ngày sau khi bón phân á, nuôi chòi á, thì bà con có thể là tiến hành kèm sâu vô để mà xịt. Bà con có thể là xịt nền ẩm bình thường, không có cần là để nước nhiều. Khi mà bà con để nước nhiều á, nếu con sâu nó đã chui vô cái bẹ rồi á, thì bà con xịt đó cái khả năng chết, cái khả năng mà diệt nó rất là thấp nha. Thì thường là lưng kêu bà con xạ là cái vụ này á, lưng kêu bà con xạ dẹp xíu đi đó, để tránh cái tình trạng nè. Ví dụ đất của dì Thủy đi xử lý ốc, nói chung là không có tốt á, cái bị ốc ăn nè, rồi thưa cây nè, là tốn công dòng cây rất là nhiều nha bà con. Và một số bà con xử lý ốc tốt đi, rồi dính mưa dập á, rồi bắt đầu mất cái số lượng giống nữa, rồi mất cái số lượng chòi, bà con cũng phải dặm cấy lại, thì tốn chi phí đầu vụ hơi cao. Nên là lưng thường khuyến cáo bà con là xạ dày xíu, dày chặt chút xíu đi, để mà tránh những rủi ro, tránh tốn chi phí nhiều bà con. Đối với mập thau mập chòi á, thì bà con có thể là kết hợp ở giai đoạn là lúa từ 15 cho tới 20 ngày trong cái lối đó là tốt quá bà con. Còn cái thời tiết hiện tại á, nắng nóng á, mà chưa có mưa á, bà con nào xuống giống á, thì nên phiên bà con là đi phân sớm, nuôi chòi cũng đi phân sớm luôn, để cho cây có dốc có hình sớm đi bà con. Sau này á, cái chòi nó mới đều, cái bông nó mới đều với nhau. Chứ bà con đi phân, bà con thúc chòi trễ, mình phải coi theo á, cái dàn lúa của mình. Nếu mà thưa thì phải đi phân sớm để mà kích thích cái chòi nó phát triển nha bà con. Thì sau này cái bông của bà con mới to để mà bù lại năng suất. Còn lúa bà con dày dặn á, thì cứ đi đều bình thường, không vấn đề gì hết á. Ở khu này đất gò nè bà con à, cỏ chát lên nè, ở những vị trí này đất gò nè, nhưng mà cây nó vẫn mập nha bà con. Đây cây vẫn mập, bản lá nè xè xè không à. Tất cả cái biện pháp xử lý á, thì cần kết hợp song song với phân nha bà con. Mình không có phó thác hết luôn cho thuốc. Thuốc chỉ là cái chất bổ trợ giống như là vitamin thôi, để kết hợp với phân bón gốc cho cái cây lúa của mình đó, nó bắt phân, nó ăn cơm ngon hơn bà con. Những vị trí này gò nha bà con, cây nói chung là cũng rất là im. Đối với cái đậu ôn á bà con, khi mà lúa bà con cầm cái màu gì nè, rất là khó xảy ra cái việc mà bị đậu ôn nha. Tất cả luôn, giống như cơ thể mình vậy đó, khi mà một cái tác nhân gây bệnh bên ngoài á, nó tấn công vô, nếu mà cây lúa của mình có sức đề kháng thì vẫn có khả năng để chống chọi, để vượt qua bệnh nha bà con. Chứ không phải là do thuốc mình không, tức là nội tại cây lúa nó khỏe thì bà con sẽ kết hợp thuốc á, thì nó sẽ nhẹ nhàng lướt qua hơn. Chứ không phải là mình cứ nghĩ thuốc thí dụ xịt đậu ôn á mà cứ phó thác cho thuốc không nha bà con. Cái nội tại cây lúa mình nó khỏe nữa, rồi bà con mình kết hợp thuốc thì nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn đối với cái việc mà phun xịt cái sâu bệnh đó bà con. Thì đến giai đoạn bón phân bóng đồng á, thì lưng sẽ tiếp tục kết hợp với dì Thủy để mà phun xịt ở giai đoạn là bón phân bóng đồng đó, cho bông to hơn. Đối với dàn lúa này á, thì cái lượng phân bón bóng đồng á bà con cầm ở cái mức 15kg thôi, công thức phân á. Dàn lúa này thì bón 6UG 4DB và 6 kali ở cái mức là 16kg là ok nha bà con. Thì tổng cái lượng phân cái dàn lúa của dì Thủy là nằm ở mức là 55kg cho cái vụ hè thu này. Đó, vụ hè thu bất lợi đối với dì Thủy là bất lợi từ đầu vụ rồi, kết hợp với nhau để cho cái vụ này thắng lợi hơn nha bà con. Đó, cái bảng lá như vậy nè,
mà một cái dàn lúa bà con dày chặt luôn, đảm bảo chúng không bao giờ gỡ năng suất. Còn dàn lúa này thì cần một khoảng thời gian phải kỹ nữa bà con, để phun xịt ở giai đoạn lúa chỗ nữa. Chứ nếu mà dàn lúa này bà con xạ thưa và giậm cấy nhiều á mà không có kỹ ở giai đoạn lúa chỗ, bị sâu lục thân nè, mắc bông, rồi cái lem lép dọc đường, cái lép dọc đường mà do mưa dập nè, rồi cái lem lép mà do phẫn nấm, thì cái dàn lúa này sẽ năng suất không cao. Nên là dàn lúa này phải đặt ở trong cái trạng thái bảo vệ là tối đa, là đảm bảo năng suất nha bà con. Đối với dàn lúa nè, dàn lúa này giảm cấy rất là nhiều nha bà con, giảm tới 25 ngày, giảm tới 25 ngày mới xong bà con. Nên là cái công giảm cấy dàn lúa này thì hơi nhiều. Nhưng mà cái dàn cây bà con thấy nè, dàn cây này rất là vừa nha bà con. Lá thì cũng không phượt, lá đứng rất là đẹp. Và nở trời nở bụi thì cũng ok rồi. Khi mà lưng làm những dàn lúa này thì mình phải biết á, là mình đã có cái khuyết điểm ở đầu vụ rồi, thì đến lúc cái thời gian phun xịt đó bà con, phải phun xịt kỹ. Nếu mà phun xịt không kỹ, lem lép nhiều, rồi chỗ ngay mưa thì dàn lúa bà con cái năng suất sẽ không có cao được. Đó, những dàn lúa này là phải kỹ nè, chứ nếu mà không kỹ thì lép dọc đường nhiều, tức là bông nó nằm ở mức là 180-200 hạt bà con, lấy không hết nếu mà bà con phun xịt không kỹ. Đặc biệt là OE18 mà trái bị lá nha bà con. Chất này giảm chắc muốn hết ruộng quá vậy thì. Giảm chắc. Dạ. Con thấy đi đâu cũng giảm, có giảm hết trơn. Dạ. Ở đây thì tính xả lại luôn hả? Chứ giờ giảm hết. Mấy thằng con vậy á. Ba xả lại đi, cái tôi đem cho chị đi xin chờ mà xin ba cái này nè. Có nhà mà giảm mà chạy bữa, chạy bữa. Đừng thấy là hầu như là cái miếng này là giảm muốn hết ruộng luôn mà con. Dạ, ốc nó liếm nàng hết trơn. Hả? Ốc nó liếm nàng. Dạ, ok. Đối với nhiều bà con thì cái vụ hè thu nè, bà con cẩn thận trên hết luôn là cái sâu lục thân. Bà con cần lưu ý dùm cho lưng nha. Thì thường là một số bà con vẫn có gây hại ở cái giai đoạn là 4 phân độc mộc xong, tầm khoảng 5-7 ngày là vẫn có. Nhưng mà cái trường hợp đó rất là ít nha bà con. Lưng đi á, tức là ở giai đoạn lúa của bà con tầm khoảng 18 cho tới 20 ngày á, vẫn có một số chà lúa là bị cái sâu đục thân gây hại sớm. Thì thường là tầm khoảng 15-16 ngày á, lưng kêu bà con xịt nhẹ vô cái 3.6 đi, cộng với mập thân mập tròi á, xịt ở giai đoạn đó. Chứ đối với nhiều dàn lúa á, ở giai đoạn đó là lưng không có cho kết hợp thêm cái đầu ôn nha bà con. Đối với sâu bệnh hại á, khi mà gây hại trên dàn lúa của mình á, thường sẽ tập trung nhiều nhất luôn là ở cái giai đoạn là lúa của mình nó đã có chồi hữu hiệu, đạo ôn cũng vậy nữa bà con. Bởi vì lúc đó cái cây lúa của mình nó bắt phân mừng mẫn luôn, sâu bệnh hại rất là dễ xảy ra. Là ở cái giai đoạn lúa của bà con 27-28 ngày á, bà con thấy nó hơi phượt, nhưng mà thưa phượt là tốt. Rồi đến giai đoạn này nè bà con thấy nè, ba mấy ngày đó, dàn lúa của mình so lá là đẹp hà. Bởi vì lưng đi nhiều, lưng thấy nhiều, bà con thì sợ cái sâu, bà con sợ bệnh. Nhưng mà mình phải xác định dàn lúa mình thua thì phải cho lá nó hơi quật thì cái cây nó mới mập được bà con, và chồi nó mới đều được. Đây, chồi nó mới đều được nha bà con. Dạ.